Đây là gì vậy? Đợi đủ đi bánh bèo, đợi đủ đi là cho nó sơn, chưa đủ mà. Ừ. Răng. Trà tôm. Cái này nó khác cái gì vậy cô? À, bé lợn nó lực lượng ngọt đậu. Có bánh lọc, bánh bèo, chả tôm, bánh nậm, ram ít ở địa chỉ số 80 Minh Khiêm của thành phố Huế nha. Mọi người nha, mình đang có mặt ở quán Bà Đỏ nè. Chỗ này là ở Huế nổi tiếng ở bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, ram ít, chả tôm. Rồi sẽ cho cả nhà cùng xem nha. Đây là bánh gì? Bánh nậm hả? Đây là gì? Bánh bèo. Bánh bèo. Này là chả tôm. Đây là bánh ram ít. Này là chả tôm. Đây là nem lụi. Đây là bánh bột lọc. Nóng nha cả nhà. Mình để mình múc cái này ra cho dễ ăn nha. Nóng hổi luôn. Nó dẻo hơn thiệt.